Xin chào các anh chị đã đến với podcast của Nguyễn Đức Hậu. Trước khi bắt đầu dành cho anh chị nào lần đầu tiên đến với podcast này, thì đây là nơi tôi chia sẻ về một số chủ đề về tâm sự những vấn đề trong xã hội hay kinh nghiệm cuộc sống mà tôi tích lũy được. Một lần nữa, xin chào các anh chị và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay trong cuộc sống có khi nào bạn cảm thấy hồi hộp lo lắng cho tương lai sắp đến thời điểm mà bạn phải đưa ra quyết định lựa chọn trước hàng trăm nghề nghiệp thật sự không ai biết chắc chắn cuối con đường sẽ có những gì đang chờ đón và bạn cần phải bước tiếp để tìm ra câu trả lời đứng trước ngã ba đường mỗi người tự chọn cho mình một con đường và hành trình của họ có những người chọn đấu tranh với cuộc đời có những người lại chọn yên bình an phận còn bạn thì như thế nào tương lai đó là bức màn bí mật che giấu những điều sắp xảy ra con người ai mà chẳng muốn vén bức màn ấy lên để mà khám phá mà chinh phục nhưng có lẽ không cần phải quá nôn nóng để muốn được thực hiện điều đó bởi lẽ trên đường đời dù trông gai hay bằng phẳng ít nhất cũng phải có lần bạn đứng trước những sự lựa chọn đi đâu về đâu và vấn đề khi ấy không phải là bạn có chạm đến tương lai hay không mà là bạn phải chọn ngã rẽ nào để đến được với những tương lai mà mình mong muốn nghe theo tư vấn hay chọn đại một lối rồi phó thác cho số phận hạnh phúc hay đau khổ, tươi sáng hay đen tối, tương lai ấy là của bạn, phụ thuộc vào bạn, vì thế hãy nhớ rằng trước nhiều ngã đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho mình. Khi bạn đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ và đang lúng túng trước những ngã rẽ, bạn sẽ làm gì? Hỏi đường dĩ nhiên cả bạn và tôi đều sẽ lựa chọn điều đó thế nhưng trước đường đến tương lai của riêng mình thì bạn không thể phụ thuộc vào quyết định của một ai khác ngoại trừ chính bạn tại sao vậy để giải thích mâu thuẫn ấy trước tiên ta phải hiểu thế nào nhiều ngã đường đi đến tương lai cuộc sống vốn dĩ là những con đường với những ngã rẽ bất ngờ mỗi ngã rẽ ấy lại có một hướng đi riêng có thể song song hoặc giao nhau nhưng hiếm khi đến cùng một mục tiêu cán cùng một cái đích vì thế mỗi ngả đường là một tương lai vậy con đường nào lựa chọn nào sẽ giúp ta thực hiện được ước mơ hoài bão mình hằng ấp ủ không ai biết điều này khác hẳn với những con đường ngoài thực tế và con đường đúng cũng không hẳn là con đường trải đầy hoa hồng bởi vì nếu không vấp phải một sự trở ngại nào tức là bạn đã đi chạch đường rồi đó một chút gian khó một chút gặp gành đôi khi lại giúp mùi vị thành công ngọt ngào hơn nhiều chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho mình tại sao thứ nhất chỉ có chính bạn mới là người hiểu rõ chính mình biết những thế mạnh điểm yếu của bản thân cũng như một người dù muốn cứu chữa bệnh nhân nhưng lại sợ máu thì khó mà trở thành bác sĩ giỏi vì thế dấn thân vào con đường y khoa sẽ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn chỉ có bạn mới biết được ước mơ của mình và đích đến của cuộc đời mình ba mẹ người thân bạn bè có thể biết nhưng làm sao họ hiểu tường tận làm sao họ biết những khát khao cháy bỏng đang sụp sôi trong lòng bạn cũng chỉ có chính bạn mà thôi khả năng đó là của bạn thế nên hơn ai hết bạn biết chắc mình có thể làm được điều đó đến đâu mọi nhận xét mọi đánh giá chỉ là vỏ ngoài còn cái thực chất chỉ có bạn mới hiểu và trên hết tương lai đó cuộc sống đó chủ nhân của nó chính là bạn dù là một người hời hợt vô tâm đến đâu cũng ý thức được rằng cả từ khi bước vào lối rẽ đã chọn thì bạn phải chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình cho dù tương lai ấy có ra sao đi chăng nữa thử nghĩ mà xem tương lai cả chặng đường dài sau này của cuộc đời mình mà không tự quyết định không chịu trách nhiệm thì còn ai sẽ quyết định cho bạn và một khi vô trách nhiệm với chính bản thân thì còn trách nhiệm với những điều gì trên cõi đời này nữa hoặc giả có ý thức có trách nhiệm nhưng cứ nhất nhất nghe theo ý kiến của người khác thì bạn chỉ đơn giản là một con dối trong chính cuộc sống của mình tự mình lựa chọn đường đi trong cuộc đời là thể hiện sự trưởng thành chín chắn và tinh thần trách nhiệm của mỗi con người một người dù nhút nhát bất tài hay phụ thuộc thì chắc chắn cũng từng khao khát được tự mình quyết định và lựa chọn điều gì đấy theo sở thích có ai lại muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một người khác vậy nên hãy thử sống một lần làm chủ cuộc sống của bạn bằng cách chọn cho mình một con đường đi đến tương lai. Dù đường đi ấy có gập gành, gian nan, thì cũng là con đường mà bạn lựa chọn. Vì thế, bạn sẽ không phải hối hận. Nhưng nếu làm theo ý kiến của người khác, có thể bạn sẽ phải sống mãi trong sự ân hận, dày vò với hai chữ giá như. Tự mình lựa chọn trong khi chưa một lần trải nghiệm bạn sẽ làm như thế nào để lựa chọn một con đường đúng đắn nhất? Đây là câu hỏi khó, nhưng không phải là một câu hỏi không có câu trả lời. Trước hết, bạn phải xác định được mục tiêu, nắm mục tiêu trong tay, cũng như có được cái la bàn quý báu trong lúc bị lạc đường. Còn không thì sẽ như thuyền không lái, ngựa không cương, trôi giạt lông bông, không ra thế nào có mục tiêu nhưng còn phải cân nhắc giữa ước mơ và khả năng của mình. Chọn con đường quá tầm với sẽ khiến bạn thất bại trong đau đớn và hụt hẫng. Ngược lại, chọn lối đi ngắn bằng phẳng sẽ dễ thu chột khả năng và ý chí của bạn. Đường đời đôi lúc phải có những bước thăng trầm lên xuống, phải nếm dăm ba lần thất bại và vài điều thành công thì mới nhận thấy giá trị đích thực của cuộc sống cũng có trường hợp thừa ước mơ dư khả năng nhưng lại thiếu tự tin trầm trọng lúc đó khả năng cũng chẳng giúp bạn điều gì chớ nên thấy con đường mới lạ trông gai mà chưa chi đã bỏ cuộc lỗ tấn có câu nói rất sâu sắc kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường người ta đi mãi thì thành công thôi theo nghĩa đen mà nói cái gì cũng có lần đầu tiên nếu chưa ai đi vào con đường ấy vì sợ vì không đủ khả năng hãy chọn một lý do khác trong khi bạn lại đang trang bị đầy đủ thì tại sao lại không thử điều người khác lo lắng chắc gì cũng là điểm yếu của bạn nếu bạn không dám mạo hiểm biết đâu bạn đã để mất một cơ hội hiếm có một con đường đúng như một ước mơ của mình, Bill Gates, nhân vật nổi tiếng của thời đại, cũng từng đánh cược với số phận bằng cách chọn ngã rẽ hoàn toàn mới mẻ, nơi chưa từng ai thành công. Và cuối cùng thì sao, ông trở thành người giàu nhất thế giới. Giới hạn duy nhất cho thành tựu của chúng ta trong tương lai sẽ là những mối ngờ vực của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy tiến về phía trước với niềm hy vọng mạnh mẽ và tích cực thành công chỉ đến khi ta dũng cảm quyết đoán trong sự lựa chọn của mình một khi đã chọn cho mình một lối rẽ bạn phải gắng sức để hoàn thành nó cho dù con đường ấy dài và gian nan đến đâu trừ khi nối đi ấy hoàn toàn sai lầm trông gai chỉ giúp bạn trưởng thành hơn mà thôi bởi vì chẳng có con đường nào trải bước trên hoa hồng mà chẳng phải đau đớn vì những mũi gai. Muốn chạm đến thành công thì phải trả giá một cái giá là kiên trì và nỗ lực. Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bỏ ngoài tai những lời khuyên đúng đắn. Ngược lại, cần lắng nghe và cân nhắc một cách thấu đáo để làm cơ sở cho quyết định của mình cũng không nên vận dụng một cách máy móc điều đó những gì tốt với người khác chưa hẳn là tốt với mình những gì xấu với mình cũng chưa hẳn đã xấu với họ vì mỗi người là một phần tử độc lập là một cá thể riêng biệt chọn lọc và biến lời khuyên ấy thành những điều phù hợp không phải là chuyện dễ nhưng không phải là không thể. Nếu có khát khao hoài bão tiến về tương lai thì bạn sẽ làm được tất cả. Đối với những ai đã dự định ngã rẽ sẵn thì đừng để bị dao động bởi những lời khuyên lạch lạc. Hãy cân nhắc để chắc chắn rằng con đường bạn lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Lời khuyên chỉ là một chất xúc tác khiến bạn vững tâm hơn còn quyết định vẫn chính là bạn chứ không phải ở những người cho lời khuyên vẫn biết việc lựa chọn lối đi trong cuộc đời quyết định cả tương lai sau này nhưng nhiều người vẫn chẳng mấy quyết đoán trong chuyện ấy một là do họ quen dựa dẫm quen lấy quyết định của người khác làm lựa chọn cho mình không hề có chính kiến riêng họ không cá tính không sở thích không ước mơ, chẳng khác gì vỏ ốc trống rỗng, để mặc các loài vật khác mượn làm nơi trú ngụ. Vậy thì tương lai có tốt hay xấu, rực rỡ hay héo úa, huy hoàng hay tàn lụi. Tắt ngấm, chăng hẳn không phải là điều họ quan tâm. Hay là những người không để người khác quyết định và cũng không tự mình lựa chọn tương lai, họ phó thác cho số phận của mình để xem còn tạo xoay vần ra sao hoặc cho tương lai của mình chạy theo những trào lưu những cái phù du chỉ tồn tại trong phút chốc ngả đường đến với tương lai đối với họ cũng chỉ đơn thuần là những con đường ngoằn nghèo, rối rắm mà thôi nghiệm vào bản thân mới thấy việc đứng trước những sự lựa chọn và tìm ra lối đi đúng đắn nhất không hề đơn giản đối với học sinh thì vấn đề thì vào trường đại học nào, lựa chọn ngành gì, công việc ra sao, đó là cả một vấn đề. Không nên dắt cả tương lai của mình theo sự lựa chọn của cha mẹ hay thả trôi tương lai mà phải chín chắn để tìm ra con đường phù hợp nhất. Hy vọng podcast này sẽ có ích cho các bạn. Hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều